tao đấm cái tournament đang game đầu, game thứ hai nó đang ở thay sự kiện trước. Nghe lời quên sơ nằm cúng mày á. Tiêu đi, không tiêu đủ, để nó nhẹ rồi. Cái đó thăm bác, cho bác cái thắng luôn nhìn kia. Nói tưởng sao nó cái mày nghỉ luôn. Để nó tay luôn. Không có xin rồi. Hơn cho một chút.
giới 119 mấy. Cái đó đó. Để mình đánh phạt đẹp của bạn. Nó đền là mình không biết là nó nhẹ nhàng thôi. Tại vì đánh phạt đền thì đúng là nó có là gì. Thì đó là không. Không có cần đổ tiền xong. Không có cần đổ tiền xong. Đừng có đá bổ. Không nhận. Đó. 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 Chưa có nào thấy chiếc rồi. Vô đá phạt đền là chết.